Sư cho con hỏi, ngày xưa lúc mẹ sanh con ra rất khó nuôi, con hay khóc. Mẹ con bán khoáng con vào cửa thánh theo tục lệ dân gian, thì sau đó mẹ con dễ nuôi con hơn. Sau năm 13 tuổi, mẹ con làm lễ chuộc rồi lại cho con vào đó. Giờ con quy y Tam Bảo, học giáo pháp Đức Phật. Mẹ con bảo con phải đến điện lễ, chẳng người ta bảo quy với thánh mà chả thấy đến lễ gì. Tại điện ý là người họ hàng con mở, con thì lại không thích đến những chỗ ý. Trong lòng con chỉ quy y Phật nên con không muốn đến đó lễ, và lúc mẹ con bán vào cửa thánh thì con không tự nguyện. Giờ con không cần làm lễ chuộc ra được không ạ? Vì trong lòng con chỉ có quy y Tam Bảo và học giáo pháp, giờ làm lễ chuộc nhiều nghi lễ mê tín mà mẹ con bảo không chuộc, để đấy thánh phù hộ cho. Như thế này, quý vị có còn nhớ là sư đã kể cho quý vị cái câu chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn, khi ngài là một vị Bồ Tát mà ở trong khổ hạnh ở trong cái khu rừng gần hoàng cung. Rồi ông quan cận thần, ổng bị phế truất, ổng buồn tức, ổng đi vô rừng, ổng thấy cái vị đạo sĩ này, ổng tức mình, ổng đổ cái đồ dơ lên trên đầu vị đạo sĩ. Sau đó đó, ông được thăng chức trở lại. Rồi sau đó cái người họ hàng của ông đó là bà hoàng hậu bị nhà vua thất sủng, thì ông mới hiến kế cho bà hoàng hậu là đi đến đổ đồ dơ lên trên đầu vị ẩn sĩ. Sau đó hoàng hậu được đức vua ân sủng trở lại. Rồi đến khi đức vua chuẩn bị đánh một cái đánh trận mà với cái binh lực là không có mạnh bằng đối thủ, thì bà hoàng hậu bà hiến kế với nhà vua, và nhà vua cũng như toàn bộ quân lính đi đến đổ đồ dơ lên trên đầu vị ẩn sĩ, sau đó thắng trận trở về. Vào đêm ngày hôm đó đó, chư thiên bảo thỉnh vị ẩn sĩ đi chỗ khác, bởi vì đất nước này đã tạo một cái ác nghiệp đến một vị ẩn sĩ, và đêm nay là cái ác nghiệp đó nó sẽ trổ. Và quả thật như vậy, trong đêm cả một vương quốc bị chìm trong cái thiên tai hỏa hoạn, và một cái vương quốc biến mất, toàn bộ vương quốc bị xóa sổ. Thành ra đó, khi mà chúng sanh không có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, họ xem một số việc đó là ai đó linh thiêng và làm như vậy là được phước. Họ không hiểu, họ cứ cho rằng khi mà họ làm như vậy đó là họ được phước, hoặc là họ làm như vậy thì được ai đó phù hộ, bởi vì họ không hiểu được nghiệp và quả của nghiệp. Cũng vậy trong trường hợp này đó, không có gì đảm bảo rằng nhờ cái việc mà chúng ta gửi gửi mình vào đâu đó mà mình được ai đó phù hộ, được cuộc sống tốt đẹp hơn, không chắc đâu, không chắc đâu. Bởi vì chúng sanh không hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, và do một cái nghiệp nào đó trong quá khứ đó, đến cái lúc trổ quả và mình lại do cái sự thiếu hiểu biết và mình đi đổ thừa, thì đó là điều không nên. Hoặc như đó, hôm chủ nhật rồi, hình như hôm chủ nhật rồi, biết phải không ta? Sư có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là một cái anh đao phủ đó, ảnh xin nhà vua là cho ảnh xin làm cái nghề đao phủ, có nghĩa là ảnh chặt đầu người ta đó, bởi vì ảnh nói là ảnh có cái trí nhớ tiền kiếp và 7 kiếp liên tục rồi, ảnh toàn sanh về cái cõi sung sướng nhờ cái việc ảnh làm ảnh sát sanh, ảnh giết người này giết người kia, giết con này giết con kia. Và ảnh cho rằng đấy, chính nhờ cái việc mà ảnh sát sanh như vậy đấy, ảnh mới sanh về cõi lành. Thì khi câu chuyện này đến tai Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói do một cái phước năm xưa cách đây 7 kiếp về trước,
cái con người này đã cúng dường một cái bữa ăn đến một vị độc giác. Nhờ như vậy, dù cho anh này anh tạo các cái ác nghiệp đi chăng nữa, thì cái phước đó vẫn đủ để anh nâng đỡ suốt 7 kiếp. Và do khi xưa ảnh nguyện là ảnh có trí nhớ tiền kiếp, cho nên trong 7 kiếp liên tục ảnh có trí nhớ tiền kiếp. Tuy nhiên, kiếp này là kiếp chót, và cái phước nó sẽ hết. Và sau khi anh này ảnh mệnh chung, anh sẽ phải đi địa ngục. Thành ra nên cẩn thận, thưa quý vị, nên cẩn thận. Không phải cái gì mình thấy như vậy là nó thật sự đúng như vậy đâu. Ha. Còn cái việc mà quý vị đi đi lễ những cái nơi mà ngoại đạo, thì trong tạng luật cái phẩm dược phẩm của tướng quân Si Há, do vị tướng quân này đó trước đó theo ngoại đạo, theo các vị đạo sĩ Ni Anh Thá lõa thể, về sau quy y với Đức Thế Tôn, thì vị này hỏi đó, như vậy thì sau này đó con sẽ phải cư xử với những cái người ngoại đạo cũ đó như thế nào? Đức Thế Tôn nói đó, ngày xưa đó những người ngoại đạo, những vị đạo sĩ ngoại đạo đó, nương tựa vào ông, nhờ ông để họ có được thực phẩm, có được những cái sự tứ sự cúng dường, thì bây giờ đó ông cũng nên tiếp tục hộ độ họ như vậy. Cũng như vậy, khi mặc dù là chúng ta đã quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà có những cái truyền thống, những cái nơi khác ngoài ra đạo Phật, mà họ sống nhờ vào cái sự chia sẻ của chúng ta, thì chúng ta vẫn nên duy trì cái sự chia sẻ đó, vẫn nên duy trì cái sự chia sẻ đó. Nhưng mà với cái ý nghĩa đó, đó là cái sự chia sẻ, chứ đó không phải là nơi để chúng ta nương nhờ. Có nghĩa là chúng ta không có nương nhờ, nhưng mà do hồi xưa đó, xưa giờ họ sống nhờ cái sự chia sẻ của chúng ta, thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chia sẻ để họ duy trì cái sinh mạng của họ. Chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta không xem họ như là nơi để chúng ta nương tựa, để như là nơi chúng ta nương nhờ, như là đối tượng đáng để chúng ta quỳ lạy đảnh lễ thôi. Còn cái chuyện mà gọi là chuộc thánh, thánh thì cái đó không cần. Tại vì với một người mà hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, thì họ biết rằng là không có một đối tượng nào có cái khả năng là ban phước giáng họa cho họ hết. Không có một vị thần vị thánh nào có khả năng làm điều đó, mà do chính bản thân chúng ta tạo các thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, mà chính cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đó nó tạo nên cái việc là chúng ta có được phước hay là phải chịu những cái quả báo bất thiện.